nhằm áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực vận tải để cạnh tranh với các dịch vụ của nước ngoài đang có mặt tại Việt Nam. Ứng dụng gọi xe T-Net được phát triển bởi Thạc sĩ Nguyễn Văn Sang, giảng viên Đại học FPT và các cộng sự, không chỉ là sự kết hợp giữa các ứng dụng tiên tiến mà còn tận dụng những đặc điểm mang tính địa phương. Trong những ngày qua, văn phòng T-Net đã đón tiếp hàng chục lượt lái xe đến để tìm hiểu và muốn đăng ký để trở thành đối tác. Mỗi ngày, bộ phận tiếp nhận hồ sơ online cũng đã nhận từ 600 đến 700 hồ sơ đến đăng ký mới. Ứng dụng này tuy đã phát triển trên thị trường hơn 3 năm, nhưng cũng không thể cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường vì đơn giản là không đủ nguồn lực tài chính để tranh đua với giá cước và các chương trình khuyến mãi. Do đó đã quyết định chuyển hướng phát triển tại các thị trường tỉnh và đây được xem là cơ hội để doanh nghiệp quyết định đầu tư mở rộng để phát triển. Là người Việt Nam mình ủng hộ những cái phần mềm, những công nghệ kinh doanh theo kiểu của Việt Nam mình. Thứ hai là mình cũng muốn tạo thêm cái thu nhập cho chính bản thân mình. Trong cái thời gian mình sử dụng cái xe, trong cái thời gian rảnh rỗi mình đến mình đăng ký với internet này. Phải nói là ứng dụng internet là do hoàn toàn người Việt Nam phát triển, đã làm chủ công nghệ để xây dựng cái dịch vụ. Còn ở về phía tài xế thì internet luôn có những chính sách hỗ trợ tốt nhất. Theo cái kế hoạch của internet thì tiếp tục củng cố và đầu tư vào nghiên cứu công nghệ để mà có thể áp dụng các công nghệ tiên tiến và sánh ngang với các cái công ty hàng đầu thế giới. Đó. Nói một cái ví dụ rất là đơn giản, nhưng ngay bây giờ cái ứng dụng của T-Net thì cũng không thua kém gì so với các ứng dụng hàng đầu thế giới như Uber. Theo thống kê thì đến nay đã có khoảng 30.000 hành khách và trên 10.000 lái xe đăng ký sử dụng ứng dụng này. Ngoài những tính năng thông thường, ứng dụng đã không chỉ tạo cơ hội cho người lao động mà còn đem lại hứa hẹn trong phát triển công nghệ với sự tham gia nhiều hơn của doanh nghiệp Việt. Các ứng dụng như là T-Net nói riêng và các ứng dụng gọi xe của người Việt nói chung mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ về mặt chính sách từ phía các cơ quan chức năng và hơn hết là sự đón nhận của người dùng là người dân Việt Nam trong thời gian tới.